Một anh giá rẻ, bây giờ rất cẩn thận luôn anh em. Hàng có 50.000 thôi nhưng mà áp vào cái mã 20.000 thế này, còn 70.000 thì còn 50.000 phần đi ship anh. Anh em rất là rẻ thôi, nhưng mà ở bên Việt Nam bán con này hình như là 150 ra á. Nhưng mà mua shop bên ngoài thì có 50 thôi anh em ạ. Thế nên là anh em cũng lựa chọn cho rẻ rẻ ăn mua, nếu mà anh em đã không quan tâm đến úi rồi thì tặng gì nữa. Rồi tặng thêm 4 cái nút tai nữa anh em ạ, ui nhiều thế, mất còn thì 4 còn anh em ạ, kia 6 cái ạ. À, thật đấy. Thôi rồi, cái này cho vào đây này, không đi vali đi 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 à, cái này xịn xò bó này, 50.000 anh em ạ, thì thật luôn. Rồi thôi cơ, tay anh em mua về không yêu cầu chất lượng cao, chỉ là có âm thanh là được rồi. Thì một con này cũng khá là được đấy. Dây thế nào, con nhìn cái gì không, dây khá là ngon anh em ạ. Ui cái dây này ngon ngon chết luôn anh em. Cứ tưởng 5.000 là cái hàng dây mà nó dẻo dẻo bấm 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 nó thành nốt, mà con này nó không anh em ạ. Này, dây rất là dai luôn đấy. Bóc ra thử luôn. Chứng tỏ Việt Nam ăn mãi nhỉ. Ừ, chứng tỏ Việt Nam đúng là ôi, ôi tìm con này là con siêu bát M500 gì gì đấy. Để tôi nghe thử thế nào, xem bát thật không hay là này, bát tô hay là bát con hay là đừng có bát vỡ ở đấy. Tôi không yêu cầu chất lượng như AirPods hay biết, nhưng mà nó cũng phải là nghe được chứ. Nên là thử cái shop này thì cũng chế cháo, shop này cũng cái shop này cũng nhiều cái đồ chế cháo. Hôm nào thì để link ở dưới video, để hôm nào ai mua thì mua, mà không mua thì hôm nào mình mua thêm. Nghe cũng nhạt nhẽo đâu hết rồi nhỉ. Đây, có bát biết gì không? Ồ ngon luôn anh em ạ, 50.000 với chất âm như này là quá ok luôn. Ồ tuyệt vời luôn. Con Samsung này thì nó phải ngang con Samsung này mới. Samsung này hàng chính hãng này nhưng mà đứt hết dây rồi. Con này thì anh em mình nghe ngồi ở văn phòng máy tính thì cài tai nó không sợ đau tai như những con mà nó nhét lỗ anh ạ. Mình không thích cái con nhét lỗ, nhét nhét ở trong lỗ tai đâu, nhưng lỗ tai khá là đau và không cần cái này luôn. Cái này vào nóng hết tai đấy, gọi là có đâu. Mà shop 50.000 là tặng hộp với cái thứ này rất là chuyên nghiệp. Tuy là hàng rẻ tiền nhưng mà 50.000 anh em ạ, được cả bọc các thứ luôn. Áp mã rồi mã. Ừ thì áp mã rồi, 70 thì có 50. Thì thi thoảng tháng nào sẽ có áp mã, à chỉ có. Đấy thì anh em mà quan tâm đến sản phẩm thì để link ở dưới video cho anh em xem tham khảo tí. Đây, đầu jack nó đây anh em. Đầu jack là 3.5 có mic luôn. Có mic luôn anh em. Còn mic này thì thôi, chả ông nào dùng mấy mic thì bao giờ. Cắm vào máy tính rồi là cắm vào điện thoại ok luôn. Xem thử thế nào. Những cái đầu này bằng nhựa, nhưng mà mình thích cái kiểu gài này nhé. Anh em nào không thích cái kiểu gài thì nhìn nó trông khá là tù, nhưng mà thích kiểu gài thì gài tai nó không bao giờ đau tai luôn, đeo cả ngày. Về chất âm thì với tầm giá 50 thì khá ok anh em ạ. Nhá. Với mình nói khá ok là tức là cái mức độ của nó phải ngang ngang những con Sony, à những con Samsung chính hãng này. Đấy. Đây mình có một con Samsung chính hãng này, nhưng mà có rồi dùng lâu rồi nó đứt hết dây anh em, định mua dây về chế nhưng mà nửa thì thôi. Làm con 50 này nghe tả. Thôi được, anh em cảm ơn anh em xem video nhé.